Kênh tin tức Nga Sơn xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, và đây tôi đang giới thiệu cho quý vị và các bạn là món thịt dê đặc sản của Nga Sơn. Vâng, đây là dê ủ trấu nhá. Bởi vì lúc nãy nhà hàng mới mang đến một con dê nguyên con. Trong vòng có 20 phút là anh đã thao tác gần xong. Vâng, và anh đến đây tôi cũng chưa biết được là mình là ở đâu mà nhà hàng tên gì anh nhỉ? Trường Thúy. Trường Thúy anh. Trường Thúy Nga Yên. Vâng, Trường Thúy Nga Yên. Hình như cái tên tôi cũng nghe quen quen. Vâng, một món ăn rất là ngon của Nga Sơn. Ai ở xa nếu như về Nga Sơn hãy ghé thăm quán Trường Thúy Nga Yên Nga Sơn Thanh Hóa để thưởng thức món dê ủ trấu. Trong món dê ủ trấu còn những món gì nữa anh nhỉ? Chủ yếu là đặc sản dê. Nhưng mà trong đó có rất nhiều món đúng không anh? Vâng, dê thì là nhiều món lắm. Vâng. Về đây chủ yếu đặc sản là cấu. Nhiều món. Dê nó mười mấy món mà. Vâng, và đây là anh đang phục vụ cho đám cưới nhờ ông bà Nhuận Tâm, địa chỉ Ngã Tư Thi, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa. Vâng, và hôm nay có một sự kiện rất là long trọng, và từ hôm qua đến bây giờ anh đã thái hết 3 con dê. Cái dê này anh đang thái là làm món gì đây anh ạ? Bó phừng. Vâng, bó phừng. Tái dê. Gọi là món tái dê đúng không anh? Tái dê nhưng mà nó có đảm bảo an toàn không anh ạ? Đây thì nó đảm bảo. Dê đang tái rồi, đang chín. Vâng. Nói tái nhưng mà tôi thấy nó cũng chín hết rồi đúng không anh? Người ta ủ trấu thì nó cũng chín cả rồi. Rồi gia vị. Cái thứ hai là dê các bạn. bảy cân sáu anh. Lúc nãy anh mang đến đây con dê đấy là bao nhiêu cân này? 26 cân. Vâng, một con dê 26 cân. Trước khi mang đến đây, đến bây giờ anh đã lọc thịt ra còn khoảng 77,6 kg. Cái khối lượng thịt này được khoảng bao nhiêu đĩa anh nhỉ? 30 đĩa. Trung bình một gần một ký hơi là một đĩa. Tức là một con dê 26 cân hơi chia được 30 đĩa. Dê ủ trấu này thơm lắm. Chưa có gia vị nhưng mà nó có một cái hương vị rất là ngon đấy. Dễ ăn. Hương vị đặc trưng của vâng dê. Đấy đây. Em vừa cân 7 cân 6. 7 cân 6 anh nhỉ? Vâng, 7 cân 6.
Vâng, và còn ít phút nữa là khách mời sẽ đến. Và bây giờ là 7:30, khoảng 8 giờ. Có lẽ khách sẽ đến đông, vì vậy mà bộ phận phục vụ đang sắp mâm để chuẩn bị đón khách. Thưa quý vị và các bạn, đúng 13 giờ chiều hôm nay ngày 20 tháng 9 âm lịch sẽ diễn ra một đám cưới rất là hoành tráng. Chú rể Tiến Tùng, cô dâu Hải Yến. Vâng, hôn lễ sẽ được tổ chức vào hồi 13 giờ chiều 20 tháng 9 âm lịch. Mời quý vị và các bạn, anh em xa gần, ai chưa nhận được tin hãy về nhà ông bà Nhuận Tâm, ngã tư Si, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa để dự tiệc cưới. Vâng, và cuối cùng là cung đoạn trộn. Cung đoạn trộn này gồm có những cái gia vị gì anh nhỉ? Gừng, riềng, xả, xoài, lá chanh. Gừng, xả, xoài, lá chanh. Gừng, riềng, xả, xoài, lá chanh. Tiêu đường, bột ngọt, ớt. Cũng nhiều loại quá đấy. Vâng, để tạo nên một món thịt dê bóp, nhà hàng phải có rất nhiều loại gia vị đưa vào thì món thịt dê nó mới ngon như vậy được. Vâng, tôi chưa được ăn nhưng mà thấy anh nói tôi cũng rất là hấp dẫn. Vâng, qua một thời gian từ đầu đến đuôi, bác chủ quán đã thao tác xong món dê và bây giờ là công đoạn cuối cùng đang lên đĩa và đưa ra mời khách. Vâng, và bên cạnh đó là một bộ phận đang gói bánh răng bừa. Vâng, cũng rất là đông vui. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi kênh Tin Tức Nga Sơn mới giới thiệu cho quý vị và các bạn một món thịt dê ủ trấu đặc sản của Nga Sơn, Thanh Hóa. Vâng, của kênh Tin Tức Nga Sơn cũng xin khép lại video tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi kênh và ủng hộ đăng ký cho kênh
ngày một phát triển. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn. Thank you.